Rồi hôm nay là nhảy qua hiệp 7 luôn. Hiệp 7 nha, Số 7 là 10. hiệp cuối cùng. Và anh em nào xem hiệp 7 thì giúp Rồi, cho số em 10. là em bán hàng từ lúc 7 giờ tới 10 giờ. 10 giờ là em Số sẽ 10, nghỉ, số không 10. có đón tiếp điện thoại của các anh nữa. Nếu như các anh xem ngoài 10 giờ Dạ, số thì 10 để con đấy nha. muốn chốt đồ thực sự thì để lại cho em Dạ. tin nhắn qua số điện thoại Ok. hoặc là tin nhắn Dạ qua mai em gửi Zalo. lại cho anh đi. Mai em sẽ chốt từ đúng Dạ công dạ bằng dạ dạ. từ Ok anh. 10 giờ trở về sáng luôn. Có nghĩa là ai nhắn trước em vẫn chốt trước, cho nên là anh em yên tâm. Còn anh em mà không nhắn không để lại là cuộc gọi nhỡ đó coi như không tính nha. Thì em ưu tiên cho Zalo trước, sau đấy ưu tiên cho số điện thoại trước, sau đấy rồi ưu tiên cho Zalo thứ hai. Thì em lên tối nay hiệp 7 thì em lên lại mấy con màu đen mà hôm qua còn sót lại, vì video dài quá những người xem sau họ không xem được, không có thời gian thì em lại làm như vậy. Đây, một con quần màu đen, 6 túi hộp. Hàng của Mỹ nha anh em. Dạ Con này vâng ạ. thì báo cáo anh em là độ mới không có cao nữa. Nhưng mà do cái màn hình này nó tối phải không ta? Quần đầm ri Em hả? sẽ kéo ra. Nó không được cao Cái lắm nha đó anh người ta em. chốt lâu rồi anh ạ. Con này thì còn được cái màu á, do độ mới thì nó cao nhưng mà cái màu Nhìn của vẫn nó còn nữa hả? nhìn nó cũ cũ lắm. Con này chỉ được có Còn có 3 cây 93% thôi. mà. À dạ đúng Không rồi. có lầm Còn lỗi, không có dơ gì hết, có bả mông ha. Có bả mông này. 6 túi hộp. dạ, chốt cho anh, À, rồi tem của nó ở đây ha. Tem của nó, con mã này sáu là mươi ba của trăm ngàn, Mỹ nhưng mà China gia công cho Mỹ. ok rồi. Ở bên hông này có đai đôn này, anh em dạ mà dạ dạ to nhỏ dạ anh dạ em dạ đôn lại ha. Nói chung to thôi, to mà đôn nhỏ thôi, nhỏ không đôn được to đâu. Rồi bụng của nó là 80, size đẹp nha. Bụng 80, dây chạc đầy đủ ha anh em. Rồi dài 106. Chốt cho em con này là 299 ngàn. 299 ngàn nha anh em. Em lên có mấy con thôi. Còn được có mấy con nữa em lên cho anh em để em đi sau xem sao biết. Con này của hãng Chu-Sabic, hàng chuẩn sản xuất tại quân đội Mỹ luôn. Có bảo mông 6 túi hộp. Bụng 100. Bụng 100. Dây chạc còn luôn ha. Dài 108, à dài 110. Con này là 300 ngàn. 300 ngàn. Mã 16. 300 ngàn mã 16. Con này thì được 96%. 300 ngàn mã 16. Rồi con này cũng 6 túi hộp, cũng màu đen luôn. 6 túi hộp vải caro có bà mông à. Con kia cũng caro, con này cũng caro. Con này màu đen mà hơi hơi xanh xanh một chút. Hay là màu xanh ta? Con này của hãng Bapper nha em. Hãng Bapper của Mỹ nha. Rồi con này là bụng 88. Dây chạc đầy đủ nha anh em. Bụng 88. Dài 112, bụng 88 dài 112. Nó bị sờn như thế này này. Nó bị trượt chỗ này chút, nó hơi trắng trắng chút dưới chắc anh này phần này to cho nên nó bị trượt mất. Ở dưới chỗ này nó bị trắng trắng một chút nhẹ nhẹ thôi. Quần này thì đều đẹp, chỉ có bị góc đấy thôi nha em. Có bà mông 6 túi hộp. Con này em bán với giá là 300 ngàn luôn, mã số 8. 300 ngàn mã số 8. Rồi tiếp một con này màu màu đen mà con này nó hơi hơi bạc màu nha. Con này báo cáo hơi bạc màu rồi đấy. Con này còn được 90% nữa thôi. Rồi bụng 82, nó bạc màu, nó không đều nhưng mà chất vải vẫn dày. Chỉ có cái nó bạc thôi. Rồi dài 104. Có bò mông ha. 6 túi hộp có bò mông. Nhưng mà báo cáo anh em này, cái phần góc này nó bạc rồi này. Đây nó không bị vết in nút. Con này em sẽ bớt lại cho anh em ha. Đây có vết in nút và cái góc này nó bạc bạc. Ở đầu gối nó cũng bạc này. Hai cái đầu gối ha. Còn sau cái mông này thì mấy cái góc túi này, quần này được một cái là cái phần bụng đẹp.
có nghĩa là quần này bụng đẹp, còn cái quần không có đẹp nữa. Rồi em bán con này là 260.000. 260.000, chốt mã số 4 giùm em. 260.000, chốt mã số 4 giùm em ha. Rồi, còn hai con nữa là hết nha anh em. Con này bị mất nút một phát này, bị mất một cái cúc. Cái này của hãng Pupper. Cái ngoài đông y nhẫn hay gì đâu đó. Con này bụng 86, bụng 86, bụng 96, bụng 96, chất vải caro 6 túi hộp. Có bà mông nha anh em, hàng chuẩn Mỹ ha. Dây chạc đầy đủ này. Rồi con này dài 110. Quần này bao đẹp cho anh em luôn. Con này tầm 97% độ mới. 300.000, chốt mã số 9. 300.000, chốt mã số 9. Rồi một cái cuối cùng là quần này của anh. Chất vải kaki màu đen tuyền. Quần của anh, không phải của Mỹ nha anh em. Của anh. À, 6 túi hộp, không có bà mông. À, có bà mông. Có bà mông. Con này là bụng 96. Con này bụng 96. Căng hết cỡ là 98. Đúng chuẩn là bụng 98. Dây chạc đầy đủ nha anh em. Dài 110. Mới 97-98%. Con này là cũng 300.000, mã 12. 300.000, mã 12. Rồi ok, em cảm ơn tất cả anh chị em. Chúc anh chị em ngủ ngon nha. Nếu mà anh em ưng mã nào thì như em nói lúc đầu like, để lại bình luận. Và trước 10, nếu sau 10 giờ cứ để lại bình luận, rồi em sẽ theo công bằng. Anh em nhìn mặt em rồi anh em biết, nó không cần phải nói nhiều đâu. Không có thiên vị cho ai hết. Anh em ai mua cũng phải trả tiền, mà ai thân cũng như không thân. Em cứ theo luật công bằng, em làm từ đầu tới đuôi, cho nên là không có ai thiệt hết á. Anh em nếu ai mà có thời gian xem giờ nào thì bình luận giờ đó, à, nhắn tin giờ đấy. Nếu thực sự chốt thì để lại tin nhắn qua điện thoại và Zalo giùm em, thì em sẽ theo đấy, em sẽ chốt cho các anh. Em cảm ơn tất cả anh chị em nha. Chúc cả nhà mình ngủ thiệt ngon, mơ thiệt đẹp. Chào em, hẹn lại anh em ngày 24. Gần hết tháng rồi anh em ơi.